Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự 20 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị. Mở đầu chương trình thời sự hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe thư cảm ơn của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2015-2020. Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ 16, nhiệm kỳ 2015-2020 được tổ chức trọng thể trong 4 ngày từ 22 đến 25 tháng 9 năm 2015 tại thành phố Đông Hà và thành công tốt đẹp. Đại hội phấn khởi vinh dự được đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương về dự và chỉ đạo đại hội. Cùng dự có các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban đảng, văn phòng Trung ương Đảng, văn phòng Chính phủ, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam, Báo Nhân dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam cùng các đại biểu khách quý của đại hội. Đại hội vui mừng và vinh dự được đón nhận lẵng hoa, thư chúc mừng của các đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Ban Nội chính Trung ương, Thông tấn xã Việt Nam, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đồng chí Hồ Xuân Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Trung tướng Phạm Ngọc Hùng, Tổng cục trưởng Cục 2 Bộ Quốc phòng, Cục 11, Tổng cục 2 và lẵng hoa chúc mừng của các lực lượng vũ trang trên địa bàn, lẵng hoa của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh. Đại hội cũng đã nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của nhiều cơ quan doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân. Đây là nguồn cổ vũ động viên to lớn, góp phần quan trọng vào thành công của đại hội. Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Trị khóa 16 trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ ban ngành trung ương, các tổ chức và cá nhân đã dành sự quan tâm đặc biệt và những tình cảm tốt đẹp cho đại hội. Sự động viên, cổ vũ, quý báu đó sẽ tạo động lực, niềm tin và khí thế mới để Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh quyết tâm tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, đổi mới mạnh mẽ, toàn diện để đưa tỉnh nhà phát triển nhanh và bền vững hơn trong thời gian tới. Trân trọng cảm ơn Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Trị. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh phối hợp tổ chức Oxfam tại Việt Nam tổ chức cuộc họp đánh giá hoạt động phối hợp truyền thông dự án dân chấm điểm M-Score quý 3 và xây dựng triển khai phối hợp truyền thông quý 4 năm 2015. Đồng chí Nguyễn Đức Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp. Dự án dân chấm điểm M-Score được triển khai trên địa bàn Quảng Trị từ tháng 10 năm 2014. Qua một năm triển khai, dự án bước đầu đã có tác động tích cực trong lĩnh vực cải cách hành chính, trọng tâm là công tác thực hiện cải cách hành chính thông qua cơ chế một cửa liên thông nhằm góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả của bộ máy nhà nước. Để góp phần tuyên truyền về dự án này, thời gian qua các cơ quan báo chí như Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị, Báo Quảng Trị cùng đoàn thể các cấp như Mặt trận tỉnh, Hội cựu chiến binh, Hội phụ nữ, Hội nông dân tỉnh và một số đơn vị khác đã triển khai việc thông tin tuyên truyền, quảng bá những lợi ích thiết thực của sáng kiến dân chấm điểm M-Score đến với các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Qua đó, khuyến khích người dân tham gia một cách chủ động vào dự án này bằng việc nhận xét, phản ánh hiệu quả hoạt động phục vụ nhân dân tại các bộ phận một cửa cấp huyện, thị, thành phố trong tỉnh. Phát biểu kết luận tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Đức Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, ghi nhận những kết quả truyền thông mà các cơ quan báo chí, các tổ chức đoàn thể trong tỉnh đã thực hiện nhằm phát huy hiệu quả của dự án. Trong thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị các đơn vị cần tiếp tục phát huy kết quả đạt được, nâng cao hơn nữa chất lượng, hình thức truyền thông với hình thức phù hợp và đi vào chiều sâu, chủ động nội dung tuyên truyền phong phú, đặc biệt là có tính phản biện đa chiều giữa các cơ quan chức năng của người dân về chất lượng dịch vụ công. Về phía tổ chức Oxfam tại Việt Nam, đồng chí mong muốn đơn vị tiếp tục hỗ trợ kinh phí phù hợp để các tổ chức hội đoàn thể tổ chức tập huấn sâu rộng về cơ sở, xây dựng kịch bản tuyên truyền mới, sinh động hơn, nghiên cứu hỗ trợ thêm các chương trình truyền thông mở rộng, nhất là truyền thông lưu động về cơ sở. Sáng nay, Hội Bảo trợ Người Khuyết tật và Trẻ Mồ Côi tỉnh Quảng Trị phối hợp với Hội Người Khuyết tật Trẻ Mồ Côi huyện Vĩnh Linh tổ chức trao bò giống sinh sản cho các hộ gia đình có người khuyết tật hiện đang gặp hoàn cảnh khó khăn tại hai xã Vĩnh Long và Vĩnh Chấp. Tham dự buổi lễ có đồng chí Mai Thức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
Huyện Vĩnh Linh hiện có trên 7.000 người khuyết tật, trong số đó có đến 50% thuộc diện khó khăn. Với các chính sách của Đảng và Nhà nước đã trợ cấp phụ cấp cho các đối tượng chính sách, thì vẫn còn nhiều người khuyết tật khó khăn cần sự chung tay giúp đỡ của toàn xã hội. Để phần nào giúp người khuyết tật và gia đình người khuyết tật vơi đi những khó khăn, thể hiện sự quan tâm của toàn xã hội đối với những hoàn cảnh kém may mắn, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh đã trích từ nguồn quỹ và sự vận động từ các chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh, cùng sự giúp đỡ của Hội Bảo trợ người khuyết tật trẻ mồ côi huyện Vĩnh Linh, mua 10 con bò giống sinh sản trị giá thấp nhất 15 triệu đồng một con, trong đó tỉnh hội hỗ trợ 10 triệu đồng và huyện hội 2 triệu đồng, phần còn lại là gia đình góp thêm để trao tặng cho 10 hộ gia đình tại xã Vĩnh Long và Vĩnh Chấp là những hộ có đủ điều kiện để nuôi bò sinh sản. Nhân dịp dự lễ trao tặng bò giống, đồng chí Mai Thức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đã bày tỏ đồng tình ủng hộ chương trình, một dự án hết sức có ý nghĩa, tạo điều kiện cho những gia đình người khuyết tật có điều kiện vươn lên trong cuộc sống. Qua đây, đồng chí cũng bày tỏ mong muốn các gia đình chăn nuôi bò giống sinh sản phải học hỏi, tiếp thu tốt kỹ thuật, phòng trừ dịch bệnh chu đáo, cẩn thận để đem lại hiệu quả thiết thực nhất cho các gia đình. Hôm qua, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức hội nghị quân chính triển khai nhiệm vụ quý 4 năm 2015. Đồng chí Nguyễn Hoài Phương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị. Trong quý 3, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh lãnh đạo chỉ đạo về công tác quốc phòng quân sự địa phương, tiến hành hướng dẫn các tổ chức, cơ quan đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trọng tâm, trong đó đã thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị và xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, đẩy mạnh công tác đảng, công tác chính trị đạt hiệu quả cao, đảm bảo tốt công tác hậu cần, tài chính, kỹ thuật cho các nhiệm vụ. Nổi bật là Đại hội đại biểu Đảng bộ quân sự tỉnh được tổ chức thành công tốt đẹp, hoàn thành đảm bảo yêu cầu chất lượng công trình CH501, tiểu đoàn 43, trung đoàn 842, tham gia thi tiểu đoàn tăng gia sản xuất giỏi đạt kết quả cao. Nhằm hoàn thành tổ các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương và công tác xây dựng đảng đã xác định trong năm 2015, hội nghị đã thống nhất nhiệm vụ trọng tâm cùng chủ trương giải pháp tổ chức thực hiện. Trước hết là tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ, nhận thức sâu sắc về tình hình nhiệm vụ, âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, xây dựng ý chí quyết tâm sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Thưa quý vị và các bạn, trong 9 tháng đầu năm 2015, tình hình sản xuất công nghiệp và thương mại trên địa bàn tỉnh Quảng Trị tiếp tục duy trì được mức tăng trưởng khá. Hoạt động sản xuất kinh doanh phục hồi, khó khăn của doanh nghiệp từng bước được tháo gỡ, hàng hóa tiêu thụ nhanh hơn. Theo báo cáo của Sở Công Thương, chỉ số sản xuất công nghiệp 9 tháng đầu năm 2015 có mức tăng khá, đạt 12,12% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn nhiều so với mức tăng cùng kỳ 3 năm trở lại. Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 17,8%, cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 8%. Bên cạnh đó, giá trị sản xuất công nghiệp cũng tiếp tục có mức tăng trưởng khá, ước đạt gần 5.000 tỷ đồng, tăng 12,6% so với cùng kỳ năm trước và đạt 75,3% so với kế hoạch năm 2015. Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu có mức tăng khá so với cùng kỳ năm trước như dầu nhựa thông, đồ uống không cồn, nước khoáng, tinh bột sắn, xi măng. Các sản phẩm công nghiệp vẫn duy trì ở mức ổn định như điện thương phẩm, gạch xây, ván ép, xăm xe các loại. Nhằm bảo đảm tiến độ thi công công trình mở rộng quốc lộ 1A, sáng nay, Hội đồng Bồi thường Hỗ trợ và Tái định cư huyện Hải Lăng phối hợp với đơn vị thi công là Ban Quản lý Dự án 6, tổ chức bảo vệ thi công đoàn qua xã Hải Thượng. Trước đó, đã có hai cuộc đối thoại diễn ra trong hai ngày liên tiếp giữa lãnh đạo huyện Hải Lăng và 7 hộ gia đình còn lại ở thôn Long Hưng, xã Hải Phú, nhưng vẫn chưa mang lại kết quả như mong muốn, trong khi thời hạn thông tuyến quốc lộ 1 đang đến rất gần. Để đảm bảo phương án thi công, huyện Hải Lăng đã huy động lực lượng tham gia bảo vệ thi công với đầy đủ thành phần, chuẩn bị đầy đủ về lực lượng và phương tiện. Trong sáng nay, đơn vị thi công đã huy động 10 xe ben, 2 trạm trộn bê tông nhựa và nhiều phương tiện máy móc tiến hành thi công bê tông nhựa lớp trên ở 3 đoạn với tổng chiều dài hơn 600 mét. Với sự tích cực vận động của chính quyền cả cấp, trong sáng nay không có trường hợp hộ dân nào cản trở việc thi công. Theo kế hoạch, ngày mai mùng 7 tháng 10, huyện Hải Lăng sẽ tiếp tục tổ chức bảo vệ thi công tại xã Hải Phú. Theo ghi nhận của phóng viên tại hiện trường, với sự tích cực vận động của chính quyền các cấp, trong sáng nay không có trường hợp hộ dân nào cản trở việc thi công.
Theo kế hoạch, ngày mai mùng 7 tháng 10, huyện Hải Lăng sẽ tiếp tục tổ chức bảo vệ thi công tại xã Hải Phú. Chuyển sang một thông tin cũng đang được nhiều người quan tâm. Những ngày qua, tiểu thương một số quầy kinh doanh ở chợ Đông Hà đã đóng cửa hàng để đến các cơ quan liên quan, phản ánh ý kiến xung quanh việc tổ chức đấu thầu tại lô quầy kinh doanh khi đến thời hạn quy định. Và trong sáng nay, các tiểu thương đã đến bộ phận tiếp dân của Hội đồng Nhân dân tỉnh để bày tỏ nguyện vọng. Văn phòng Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiếp nhận ý kiến, lắng nghe những chia sẻ của các tiểu thương. Trong chiều nay mùng 6 tháng 10, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã có văn bản kịp thời chuyển đơn kiến nghị của các chủ hộ tiểu thương đang kinh doanh tại chợ Đông Hà, yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đông Hà xem xét, giải quyết theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo lợi ích chính đáng của các tiểu thương và báo cáo kết quả giải quyết về Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh trước ngày 30 tháng 10 năm 2015. Chúng tôi sẽ tiếp tục phản ánh cụ thể trong những chương trình thời sự tiếp theo. Chương trình tiếp tục với một thông tin cũng đang được quan tâm, đó là nạn khai thác tài nguyên đất bừa bãi dẫn đến tình trạng lãng phí tài nguyên đất, lãng phí nguồn thu, đồng thời làm mất cảnh quan, ảnh hưởng đến môi trường ở một số địa phương trên địa bàn tỉnh. Thực tế này đã được các cơ quan báo chí phản ánh, nhưng thời gian trở lại đây, tình trạng này lại tái diễn tại khu đô thị phía nam sông Vĩnh Phước. Đây là khu vực được quy hoạch thành khu đô thị Nam Sông Vĩnh Phước, phía Bắc huyện Triệu Phong, đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị phê duyệt quy hoạch xây dựng chi tiết. Tại đây, mỗi ngày có hàng chục chiếc xe vận tải có tải trọng từ 5 đến 30 tấn chở hàng trăm mét khối đất đi qua đường Hùng Vương nối dài để thi công các công trình ở thành phố Đông Hà và khu vực xung quanh. Số xe này là của một số doanh nghiệp hành nghề xây dựng, giao thông và thủy lợi trên địa bàn tỉnh. Mặc dù đã biết đây là khu vực được quy hoạch để xây dựng khu đô thị, nhưng vì gần vị trí thi công, giảm chi phí vận chuyển, nên các doanh nghiệp này vẫn ngang nhiên đào xúc, bất chấp những nơi cấm không được khai thác. Hoạt động khai thác tài nguyên đất trái phép này gây thất thoát nguồn thu, hiện trạng cảnh quan khu đất bị phá vỡ. Nhiều hecta rừng chưa đến tuổi khai thác có nguy cơ bật gốc. Tình trạng này đã diễn ra từ nhiều tháng nay. Trong cái thời gian gần đây, thì cái hiện tượng khai thác đất bừa bãi trái phép vẫn diễn ra ồ ạt và ngày càng nghiêm trọng, gây hậu quả rất là lớn, thậm chí là mất đến hàng chục tỷ đồng khi phải khắc phục. Trong cái quá trình khắc phục hậu quả là phải mất hàng chục tỷ đồng. Nghiêm trọng hơn, dưới hành lang an toàn lưới điện 110 kV và đất xung quanh chân của một số trụ điện cũng bị lấy. Khi mùa mưa bão có thể dẫn đến hiện tượng sạt lở đất, làm đổ các trụ điện, dẫn đến các sự cố và mất an toàn trong sử dụng điện. Những trụ điện có nguy cơ như thế chỉ cách hành lang đường Hùng Vương kéo dài chừng 5 mét. Trong quá trình thi công là một số đơn vị xâm phạm vào hành lang an toàn lưới điện cao áp. Như các đồng chí đã thấy đó, thì gần sạt chấn móng các cột điện mà để ảnh hưởng có nguy cơ sạt lở móng cột và sỏi lở hệ thống tiếp địa chống sạt. Khi nhận thấy có sự xuất hiện của phóng viên, nhiều máy xúc ngừng hoạt động, xe chở đất cũng ngừng lăn bánh. Tuy nhiên, có nhiều xe cùng khai thác chuyên chở đất cùng một lúc thì việc ghi hình cũng chẳng khó khăn gì. Các chủ doanh nghiệp cần phải tuân thủ quy định của pháp luật, khai thác tài nguyên đúng nơi quy định vì lợi ích chung thay vì phải né tránh. Vấn nạn khai thác tài nguyên đất bừa bãi đã được Sở Tài nguyên Môi trường cảnh báo và sẽ có những biện pháp xử lý. Thì Sở Tài nguyên Môi trường cũng đã ban hành văn bản đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện Triệu Phong chỉ đạo các phòng chuyên môn để kiểm tra xử lý vi phạm hành chính đối với các tổ chức cá nhân mà đã thực hiện khai thác đất trái phép. Hiện nay, khu đô thị Nam Sông Vĩnh Phước đã được quy hoạch chi tiết với 200 ha, trong đó phê duyệt dự án đầu tư quy mô 68 ha. Để thuận lợi cho công tác quản lý, triển khai dự án sau này và không gây lãng phí cho ngân sách nhà nước, trước hết là các doanh nghiệp và cá nhân phải dừng ngay việc khai thác đất. Mặt khác, các cơ quan chức năng cần vào cuộc kiên quyết và đồng bộ hơn. Trong những năm qua, phong trào thi đua yêu nước ở các địa phương xuất hiện ngày càng nhiều tập thể cá nhân điển hình trên tất cả các lĩnh vực. Phóng sự sau là câu chuyện về chị Nguyễn Thị Thiếp đã tìm tòi học hỏi, mở mang cơ sở chế biến để xây dựng nên thương hiệu sữa Cửa Việt. Sản phẩm đạt chất lượng được đông đảo khách hàng gần xa ưa chuộng. Sau nhiều năm thu gom sữa biển cung ứng cho các đại lý ở các tỉnh phía Bắc, chị Nguyễn Thị Thiếp cùng chồng là em Hoàng Đới ở xã Châu Việt huyện Gio Linh suy nghĩ tại sao nguyên liệu sữa trên địa bàn dồi dào mà phải bán thô ra tỉnh bàn với giá rẻ. Thế là hai vợ chồng quyết định phải tìm cách chế biến để mang lại lợi nhuận cao hơn.
Năm 2013, sau khi đi tham khảo tìm hiểu ở nhiều nơi, chi tiết mệnh danh vay ngân hàng 300 triệu đồng cùng với nguồn hỗ trợ khuyến công, quỹ hỗ trợ nông dân và vốn tự có, chỉ đầu tư mua sắm máy móc thiết bị và đi vào sản xuất. Nhờ tuân thủ đúng các quy trình kỹ thuật và tích cực tìm kiếm mở rộng thị trường nguyên liệu cũng như tiêu thụ, hai năm qua, bình quân mỗi năm, cơ sở của chị chế biến hơn 50 tấn sữa thành phẩm, chất lượng đảm bảo, lãi ròng từ 280 đến 300 triệu đồng. Không chỉ mang lại nguồn thu nhập lớn cho gia đình, cơ sở của chị Thiếp còn giải quyết công ăn việc làm thường xuyên cho 8 lao động và từ 20 đến 30 lao động thời vụ. Trước khi vào làm, bắt đầu làm thì nói về nhưng cũng chưa được khoan tiền và xuân trải được, nên là cũng có bị thất bại một vài bệnh gì đó. Tại sao khi tôi phải nghiên cứu lại và hết sức mình để làm, thì một thời gian sau tôi thành công. Thì cái hàng của tôi khi đạt được rồi, thì ra thị trường nói chung ai cũng là ở chuồng. Với tinh thần năng động sáng tạo và sự nhạy bén trong sản xuất kinh doanh, cơ sở của chị Thiếp đã biến sữa từ một món ăn dân dã trở thành đặc sản quê hương và hiện nay có mặt ở nhiều tỉnh thành trong cả nước và xuất khẩu sang Trung Quốc. Bằng khen và giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh, huy chương vàng chất lượng Việt Nam phù hợp với tiêu chuẩn của Liên hiệp Khoa học Doanh nhân Việt Nam, Bộ Khoa học Công nghệ, là những phần thưởng xứng đáng ghi nhận sự nỗ lực của chị Nguyễn Thị Thiếp và gia đình. Khi việc sản xuất có hiệu quả, lợi nhuận thu được khá hơn, chị Nguyễn Thị Thiếp dành một phần đáng kể cho các hoạt động nhân đạo từ thiện. Bởi hơn ai hết, chị hiểu được nỗi khó khăn của những người không may mắn từ khi chị còn là một người đi làm thuê. Ngoài cái sản xuất kinh doanh có hiệu quả, chị Thiếp đã có cái tinh thần là tham gia đóng góp xây dựng các cái công trình phúc lợi, làm từ thiện và tham gia tốt các cái hoạt động ở địa phương. Từ một người đi làm thuê trở thành chủ cơ sở sản xuất và xây dựng được thương hiệu sữa cửa Việt, chị Nguyễn Thị Thiếp ở xã Châu Việt là tấm gương sáng về tinh thần năng động sáng tạo vượt lên khó khăn. Với lợi thế nguồn nguyên liệu dồi dào, hiện nay chị Thiếp đang tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất theo hướng nâng cao chất lượng sản phẩm, cải tiến về mẫu mã, nhãn mác phù hợp, mở rộng thị trường tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. Chương trình thời sự 20 giờ của Đài Phản thanh Truyền hình Quảng Trị xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.